Ngoài, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án rất là mới. Vị trí của nó thì cực kỳ là gần với bến xe Ý Nghĩa, xung quanh tiện ích chợ trường Phường Trạm vô cùng đầy đủ, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh và đi làm theo trục đường đó, hoặc là lấy điểm bến xe Nghĩa làm gốc, thì vị trí ngôi nhà này cách với bến xe Nghĩa 800m quý vị nhá. Và với cái căn nhà này, cụ thể của nó ấy, thì thuộc tổ 6 phường Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và với toàn bộ chuẩn chỉnh sổ đỏ, giá bán thì rất là rẻ, chỉ hơn 2 tỷ một chút thôi. Giá bán Ngọc Ánh sẽ để ở dưới phần miêu tả để quý vị có thể biết. Với căn nhà Ngọc Ánh đang quay thì hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngoài ra ở đây có căn nhà hướng Đông Nam, diện tích thì 30m², mặt tiền thì có căn 3m, có căn 3m rưỡi, có căn hơn 4m, thiết kế và xây dựng là 5 tầng như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái cụm dự án này thì căn thấp nhất là 2 tỷ 350 triệu quý vị nhé. Và với phần thiết kế cửa chính 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, diện tích 30m², thiết kế hợp lý, giá rẻ, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo như hiện trạng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vị trí đi lại thì quý vị vui lòng đo Google Maps theo cái địa chỉ bến xe Yên Nghĩa để có thể tham khảo luôn cái quãng đường đi xem có phù hợp với công việc con cái đi học hành hay không. Còn ở đây thì tiện ích trường mầm non này, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều rất là gần quý vị nha. Đó, và đây là Ngọc Ánh đang đứng phần tầng 1 của ngôi nhà. Về cơ bản cái vị trí này thì ngôi nhà này đã được hoàn thiện xong hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở được ngay. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn. Đây là phần phòng khách, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với không gian phòng bếp đều đã được hoàn thiện xong hết. Với diện tích 30m, xây 5 tầng, công năng sử dụng tương đối là hợp lý. Diện tích tuy nhỏ, tuy nhiên cái phần thiết kế cũng như sử dụng của ngôi nhà dành cho một hộ gia đình thì theo Ngọc Ánh nhận định nó là ổn áp mọi người ạ. Đó. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Ngoài ra nói chung với cái căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Nhà xây mới 100%, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ở đây. Tay vịn thiết kế là gỗ, còn đâu thì ở dưới đây mọi người ạ, là thanh sắt mỹ thuật. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách kia, cho quý vị một cái vách lam CNC ở đây tương đối là hợp lý quý vị nhé. Với cái không gian bếp này cũng hoàn thiện cho quý vị xong hết rồi. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh, rồi chậu rửa vòi rửa chất liệu inox 304. Đó, nói chung là thiết kế một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn, 3 phòng ngủ vô cùng hợp lý. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phòng ngủ. Với căn nhà Ngọc Ánh đang quay, mặt tiền của ngôi nhà nó được 3m2. Còn ở đây có ngôi nhà mặt tiền hơn 4m. Nếu như quý vị nào thích mặt tiền rộng cũng có, mà thích theo chiều sâu như thế này thì cũng có. Ban công mở đây, cửa sổ thiết kế tương đối là hợp lý, có hai hướng, hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam cho quý vị lựa chọn. Đó, hệ thống trần thạch cao, phòng ngủ tương đối rộng, rộng vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Phòng vệ sinh sử dụng cho phòng ngủ đây. Phòng vệ sinh đây quý vị nhé. Đây là phần phòng vệ sinh, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, lavabo, cũng như là ở đây thì là có quạt hút mùi, đầu chờ bình nóng lạnh. Cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh thiết kế cùng một lớp cửa, đó chính là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và trong cái phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sạch sẽ. Mời quý theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, với tầng 3 thiết kế cho quý vị tương tự như tầng 2. Tầng 4 cũng vậy quý vị nhé.
Cho nên với cái căn nhà này, Ngọc Ánh chia sẻ diện tích 30m, xây 5 tầng, thiết kế 3 phòng ngủ rộng, đúng như trên video mọi người nhìn thấy. Nói chung nhà có sao thì em quay nói review cho quý vị như vậy. Toàn bộ sổ sách pháp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Tất cả những cái dự án Ngọc Ánh quay từ những 1 căn, 2 căn hay 5, 7 căn thì toàn bộ sổ sách riêng biệt từng căn. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Nói chung thiết kế giống hệt nhau, mỗi tầng thiết kế tương đương nhau. Như vậy với căn nhà này, lên trên phía tầng 4 là có 3 phòng riêng rồi. Vậy thì tầng 5 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để khám phá nốt tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà cùng Ngọc Ánh nhé. Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 5 của ngôi nhà. Trên tầng 5 thiết kế cho quý vị một sân phơi siêu rộng. Đây ạ. Rất là rộng. Hàng xóm xung quanh, dân cư đông đúc, từ vị trí ngôi nhà này ra tới chợ dân sinh 100m. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện. Gần với lại bến xe Nghĩa, gần với tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Ngọc Ánh review cũng tương đối kỹ, cụ thể vị trí đường hướng ngõ. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Ngọc Ánh chỉ sử dụng 2 số điện thoại này thôi. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ alo ngay cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.